các bạn đã trở lại với studio của Du học Med. Ngày hôm nay chúng ta có bạn Hiền ở trong studio. Hiền vừa nhận visa cùng với trường đại học Tông A tại Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiền sẽ chia sẻ về hành trình của bạn từ Med thành phố Hồ Chí Minh cho tới Tông A, trường tư thục hàng đầu Busan tại thành phố của nắng ấm, biển xanh và cát trắng nhé. Chào Hiền, chúc mừng em vừa có visa rồi. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Hiền có thể chia sẻ với các bạn lý do tại sao em lại chọn trường đại học Tông A trong rất nhiều trường đại học ở Hàn Quốc không? Em thưa chị là vì trường Đông A thì là một trường rất tốt, còn nằm ở trung tâm của Busan. Ngành em học là ngành em chọn ở là truyền thông. Em đã trải qua quá trình phỏng vấn với trường và phỏng vấn với tổng lãnh sự đúng không? Dạ. Em có thể chia sẻ với các bạn học sinh tương lai rằng mình đã trải qua hai phần phỏng vấn như thế nào? Thưa chị là về phần phỏng vấn với trường thì trường gọi điện đến cho em và trường thì phỏng vấn thì rất là thân thiện ạ. Câu hỏi thì không mang tính thách đố gì, chỉ nói chung là chỉ để biết hiểu biết thêm về học sinh thôi ạ. Chỉ nhớ là trước phần phỏng vấn với trường thì Hiền đã rất run. Như vậy sau phần phỏng vấn thì Hiền có thấy là khác nhiều giữa điều mà mình hơi e ngại và những gì thực tế xảy ra không? Dạ có ạ. Như là em đã yên tâm hơn rất nhiều đúng không? Dạ. Thế còn phần phỏng vấn tại đại sứ quán thì như thế nào? Em đã trải qua như thế nào? Em thấy là cũng bình thường ạ. Cũng không khó lắm. Có thể vừa sức với mình ạ. Em đã được các thầy cô ở MEP luyện tập như thế nào trước khi bước vào phần phỏng vấn? Em thưa chị là em được dạy rất là tốt ạ. Kỹ càng. Nên là khi vào phỏng vấn thì em cũng không có lo lắng quá. Nếu mà dặn với các bạn sắp đi phỏng vấn đi và chọn trường phỏng vấn ở Tổng lãnh sự quán 3 điều hoặc là 3 từ thôi thì Hiền sẽ dặn lại các bạn điều gì? Các bạn hãy tự tin lên. Thứ nhất là tự tin đúng không? Dạ. Thứ hai là gì nhá? Thì các bạn chăm chỉ học lên thì chắc chắn là sẽ đậu. Như vậy là thứ nhất là tự tin này, thứ hai là chăm chỉ. Còn thứ ba là gì nhỉ? Điều thứ ba là mình phải có sự chuẩn bị rất là tốt ạ. Em tin là nếu các bạn chuẩn bị được những thứ trên thì chắc chắn các bạn sẽ đậu. Trước khi mà Hiền chia tay các thầy cô và bạn bè ở MEP thì em có lời nhắn gì cho các bạn học sinh tương lai của MEP không? Các bạn hãy chọn MEP, MEP rất là uy tín. Cảm ơn Hiền vì phần chia sẻ vừa rồi. Chúc Hiền sẽ có một khởi đầu mới tại thành phố Busan cũng như trường đại học Tông A. Và hẹn em nếu dịch bệnh qua chị sẽ sang thăm và hỏi các thầy cô việc học của Hiền tại trường đại học Tông A nhé. Em cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại các bạn tại MEP và Tông A.